Những ngày này, ngôi nhà ông Nguyễn Hoàng Anh, bố của thuyền viên Nguyễn Văn Tâm ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, lúc nào cũng đông người. Hàng xóm, láng giềng đến để chúc mừng và chia sẻ với gia đình ông Anh vì người con út của ông đã trở về sau hơn 18 tháng bị cướp biển Somali bắt giữ cùng với 11 nạn nhân khác. Riêng đối với anh Tâm, nỗi ám ảnh về những tháng ngày kinh hoàng đó vẫn chưa nguôi ngoai. Toàn bộ sinh hoạt chính được trả khỏi công, được trả khỏi công, rồi mình đánh. Một ngày nó cho ăn hai bần cơm. Buổi sáng một bát cơm trắng và buổi chiều một bát cơm trắng. Cơm không có mùi, có thức ăn, có gì cả. Chỉ có cơm không. Qua quá trình 6-7 tháng ở đó, nó bắt vận chuyển tất cả các đồ lên tàu về cho nó. Mây tiền rồi các đồ đến tàu như gồ bản sắt thép rồi là đồ đình câu đồ được máy móc có cái máy móc có tiền bắt vinh về từ ngày đêm ngủ chẳng là nó bắt đi vinh nó chở tàu rơi đến đồ về. Mong muốn của anh Tâm nói riêng và các thuyền viên nói chung là sớm ổn định sức khỏe, các công ty đưa thuyền viên đi xuất khẩu lao động, sớm tính toán các khoản tiền mà thuyền viên đã nhận được, giải quyết những vướng mắc nếu có từ phía các thuyền viên và phía các công ty đưa thuyền viên đi xuất khẩu. Em nguyện vọng là công ty phải có trách nhiệm cho anh em cảm sức khỏe đô thôi nha. Nhưng mọi quyền lợi của em được ký hiệp đồng. Giờ nhà em về là giấy tờ. Trước đó ngày 24 tháng 7, chuyến bay mang số hiệu QR614 của hãng hàng không Qatar đưa 12 thuyền viên làm việc trên tàu đánh cá Siêu Phu 1 của Đài Loan bị cướp biển Somali bắt cóc tại Ấn Độ Dương hồi tháng 12 năm 2010 đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.